Những chàng trai có mặt trong cuộc thi tháng ngày hôm nay là Phạm Thế Cường, Trung học phổ thông Nguyễn Đức Thuận, Nam Định, nhất tuần 1 với 210 điểm. Thế Cường có phong thái thi đấu nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng cũng không kém phần chắc chắn. Phạm Tiến Huy, Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thái Bình, nhất tuần 2 với 230 điểm. Đây là thí sinh có thành tích tăng tốc tốt nhất khi giành được 100 điểm. Nguyễn Hữu Đạt, Trung học phổ thông Than Uyên, Lai Châu, nhất tuần 3 với 260 điểm. Hiện tại, Hữu Đạt cũng là người đồng nắm giữ kỷ lục khởi động 150 điểm trong 22 năm của đường lên đỉnh Olympia. Chu Văn An, Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An là thí sinh có số điểm nhì tuần cao nhất với 200 điểm để bước vào cuộc thi tháng. Đây cũng là người có thành tích vượt chướng ngại vật tốt nhất với 90 điểm. Bốn chàng trai, bốn điểm khác biệt. Liệu ai sẽ giành được tấm vé để bước vào cuộc thi quý 1? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Và đây là cuộc thi tháng 3, quý 1. Và chúng ta sẽ được gặp lại những thí sinh xuất sắc nhất trong những tuần vừa qua. Và họ đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng quý vị khán giả. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón bốn thí sinh đến với cuộc thi tháng này. Ở vị trí số 1 là bạn Phạm Thế Cường đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Thuận, Nam Định. Hãy cùng chào đón sự trở lại của Phạm Tiến Huy đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thái Bình. Ở vị trí số 3 là bạn Chu Văn An đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Và người đứng ở vị trí thứ 4, bạn Nguyễn Hữu Đạt đến từ trường Trung học phổ thông Than Uyên, Lai Châu. Những gương mặt ưu tú và đáng yêu nhất của những cuộc thi tuần đã tụ hội tại đây, và chúng ta hãy cùng chào đón sự trở lại của Cường Cánh Cụt, Huy Tuộc, An Dần và Đạt Phu. Và ngày hôm nay các bạn không chỉ mang cái thân mình đến đây mà các bạn còn mang cả một thế giới động vật lên trên sân khấu này nữa. Và tôi hy vọng là những con linh vật đó sẽ giúp các bạn có thêm thật nhiều sức mạnh để đến với cuộc thi ngày hôm nay. Bây giờ hãy cho quý vị khán giả thấy các bạn sẵn sàng như thế nào đi. 1, 2, 3, sẵn sàng! Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động. Áo dài, cải rong, làm thi trống. Chặng đường khá là khó khăn, em xin phép không trả lời ạ. Lo mình chứ đã. Ủa, tan chảy luôn. Chúng ta là vừa qua. Lọt được vào vòng thi quý. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mạnh mẽ và kiên định. Và con chim cánh cụt của bạn, bạn cảm thấy thế nào khi đến với cuộc thi tháng này ạ? Em cảm thấy rất là vui ạ. Và cũng thấy rất là hạnh phúc vì mình đã vượt qua được vòng thi tuần với một chặng đường khá là khó khăn. Sau khi trải qua cuộc thi tuần thì việc đầu tiên khi bạn về nhà là bạn làm gì ạ? Ngủ ạ. Ngủ bao nhiêu tiếng ạ? Ngủ chắc phải 8 tiếng. 8 tiếng? Vâng. Thế đã cảm thấy được nghỉ ngơi, thư giãn một phần nào đấy chưa? Được phần nào đấy rồi, nhưng mà đến nay đến trường quay em vẫn thấy hơi buồn ngủ ạ. Và ngoài ra là bạn Thế Cường có chia sẻ phương châm đến với cuộc thi tháng này cũng tương tự như phương châm đến với cuộc thi tuần. Đó là vui là chính, học hỏi là chủ yếu, phần thưởng là quan trọng. Và bảo sao cứ bon bon nhận vòng nguyệt quế anh nhỉ? Và những câu đó cũng là những câu chúng tôi muốn chúc cả bốn thí sinh trước khi các bạn đến với những câu hỏi trong phần thi ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động đầu tiên, lượt 30 giây. Từ Hán Việt nào được dùng để chỉ người làm muối? Điền. Diêm dân mới đúng ạ, mất lượt. Hiệp ước nào đã mở ra chế độ thuộc địa của Phong Kiến? Mặt tân nốt. Chính xác. Trên đều tròn tùy ý cung có độ dài bằng bán kính? Pi. Mất lượt, đáp án là 1. Các electron mở xa hạt nhân có mức năng lượng? Lớn hơn. Cao ạ. Chính xác. Mũi Né Phan Thiết là những địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến tham quan? 10 điểm. Trong 4 giải quen trang của môn quần vợt. Đáp án của câu hỏi cuối cùng là Roland Garros hay giải pháp mở rộng ạ. Như vậy là sau lượt thi đầu tiên 30 giây trong phần thi khởi động thì các bạn thí sinh đang có điểm là Tiến Huy, Văn An và Hữu Đạt. Và trước khi đến với phần khởi động 60 giây, chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút với bạn Tiến Huy, người đang đứng ở vị trí thứ 2. Một chàng trai luôn gắn liền với hình ảnh chú Bạch Tuộc và ông Hoàng văn vở trong mặt kép. Tiến Huy có chia sẻ là sau cuộc thi tuần thì bạn đã nhận được vô số lời chúc mừng, nhiều tới mức mà bạn quyết định là không trả lời bất cứ ai hết cho công bằng. Bạn sợ phật lòng mọi người ạ? Dạ vâng, em trả lời bằng một cái story xin phép là không trả lời ai cả. Bởi vì là có quá nhiều lời chúc mừng và em thì phải nghỉ ngơi một thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi ngày hôm nay nên là em xin phép không trả lời ai. Sau khi cuộc thi tuần phát sóng thì mọi người nhận xét thế nào về cái độ văn vở của bạn ở trên S14 ạ? Mọi người bảo là cũng bình thường, thua anh Ngọc Huy ạ. Ồ, thua thôi ạ.
Tiến Huy có chia sẻ là anh chị ơi em buồn quá, sao mà em thi không có bạn nữ nào thi cùng. Mà có một bạn thí sinh nữ thì bạn sẽ có nhiều động lực hơn ạ. Dạ thôi không sao, hôm nay chị Khánh Vy cũng có thể làm động lực của em ạ. Tan chảy luôn. Trong trận thi đấu ngày hôm nay thì Tiến Huy có một mục tiêu, đó là đến với mỗi trận thi như trận chung kết. Đối với em, trận thi quan trọng nhất sẽ là trận thi đấu tiếp theo và đối thủ mạnh nhất chính là những đối thủ mình sẽ phải gặp trong trận thi này. Và tôi hiểu là bạn đánh giá rất cao ba người chơi còn lại. Và đó cũng chính là những quyết tâm của những nhà leo núi đường lên đỉnh Olympia, và chúng tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ giữ vững sự quyết tâm này cho tới những câu hỏi cuối cùng của phần thi. Sau đây sẽ là phần thi khởi động 60 giây dành cho 4 bạn thí sinh. Văn sinh của người Hà Lan nào tác giả? Chính xác. Anh của mẫu vật quan sát qua kính hiển vi. Sáng đen. Đúng là như vậy. What horned animal is often used to plow rice field? Buffalo. Chính xác. Các nữ MC của chương trình Thời sự 19 giờ VTV1. Bạn có 10 điểm. Ở nước ta hệ thống sông Hồng hay sông Mekong có hàm lượng phù sa? Chính xác. Tam giác cân có số đo hai góc đáy nhau và nhỏ hơn. Chính xác. Ở một quả cầu nhôm rỗng bị nhiễm điện thì những điện tích trên bề mặt bất lượt. Và bromua được dùng để tráng lên tim mạch thì nó ánh sáng Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc. Văn Tuyên phản xạ mới đúng mất lượt. Hai loại thực vật nào còn thiếu trong các câu? Cải răm. Chính xác. Và đó cũng chính là 16 câu hỏi cho các bạn thí sinh trong lượt chơi khởi động 60 giây. Xin chúc mừng các bạn. Và điểm số của các bạn đang lần lượt là 10, 60, 20 và 10. Bây giờ trước khi đến với lượt thi cuối cùng trong phần thi khởi động, chúng ta hãy cùng trò chuyện với Văn An. Bạn có khoảnh khắc rất đáng nhớ là vượt qua câu hỏi phụ đầy kịch tính. Dạ vâng ạ. Cảm xúc lúc đó thế nào? Cảm xúc lúc đó như là vừa qua vì em đã phải đợi suốt một tuần để có thể... chơi được đến ngay mình tham gia cái câu hỏi phụ. Và thực sự là lúc đó em rất là vỡ hoa. Và ngoài ra bạn có nói là nếu như bạn lọt được vào vòng thi quý thì bạn sẽ nhận được một phần quà rất lớn từ một người bạn đặc biệt. Dạ thì đó là một cái bộ đồ chơi mà em ưa thích, mà em đã thích rất là lâu rồi mà em chưa có kinh tế để mua. Còn bạn ấy bảo là khi mà em vào quý thì bạn ấy sẽ tặng em. Nhưng mà trước tiên thì em sẽ phải vượt qua được cuộc thi tháng này đã. Bạn có thể tiết lộ đó là bộ đồ chơi gì không ạ? Dạ, cái này thì chắc là thôi ạ. Bộ đồ chơi nấu ăn đúng không? Dạ không ạ. Vâng, thế còn Hữu Đạt thì sao? Cái con gấu Pu ở trên bàn của bạn, đến với cuộc thi tháng này thì con gấu đó nó có gì khác biệt không? Con gấu Pu này được một người anh thân thiết của em tặng cho em. Và em nghĩ là anh nghĩ em kiểu trông hiền hiền nhưng mà đụng vào thì cũng không phải tặng vừa, cho nên là anh nghĩ em là con gấu. Nhưng mà tôi thề là tôi xem rất nhiều phim hoạt hình về gấu Pu nhưng mà chưa bao giờ thấy con gấu Pu nó nổi giận. Và lúc nào nó cũng đáng yêu, đáng cũng yêu. Cũng chưa bao giờ nổi giận gắt gắt lên ạ. Cho nên là khi nào chúng tôi cũng thấy Đạt nở một nụ cười rất tươi ở trong mọi trường hợp. Và bạn nhận xét như thế nào với ba người cùng chơi với mình ngày hôm nay? Văn An là idol của em. Idol luôn. Tiến Huy thì là bạn thân. Còn Cường thì hôm nay em mới làm quen được với bạn. Tại vì... em cũng chơi được biết bạn nhiều lắm, nhưng mà em nghĩ là cũng là một đối thủ đáng gờm. Bây giờ một bên là bạn thân, một bên là idol. Nếu mà cả hai đều không biết bơi bị ném xuống nước thì bạn sẽ cứu ai? Chắc là em lo mình trước đã. Chúng ta vẫn còn nhớ rằng Hữu Đạt là người đạt kỷ lục điểm số khởi động với 150 điểm ở cuộc thi tuần. Và hy vọng là cả 4 thí sinh trong cuộc thi ngày hôm nay cũng sẽ giữ được cho mình những phong độ thi đấu thật tốt để giành những số điểm thật cao. Bây giờ sẽ là lượt thi 90 giây trong phần thi khởi động. Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu cho phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa? Ba Đình. Chính xác. Châu lục nào có đại bộ phận diện tích nằm giữa chi tuyến Bắc? Châu Phi. Đúng là như vậy. Bộ phim điện ảnh Đừng Đốt được chuyển thể từ cuốn nhật ký? 10 điểm. What is the opposite of sweet? Đáp án là beer. Khu di tích lăng mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đạt được tỉnh Đông Tháp. Chính xác. Trong môn cờ vua nếu xét về giới hạn thời gian chơi cho mỗi người? Cờ chớp. Chính xác. Trong các tam giác cân có cùng diện tích tam giác nào? Góc ở đỉnh lớn hơn. Nhỏ hơn mới đúng ạ. Mất lượt. Chu kỳ dao động là khoảng thời gian để trạng thái dao động nhau. Ngắn nhất ạ. Mất lượt. Tỉnh nào hiện nay là tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên có? Chính xác. Cation NH4 cộng của khoa học là gì? Ammoni. Đúng là như vậy. Nước được vận chuyển từ rễ lên lá bằng con đường nào? Con đường mau dẫn. Mạch gỗ ạ. Mất lượt. Tiền từ còn thiếu trong công thức đặt tên cho các axit? Gốc axit. Phi kim ạ. Mất lượt. Món mèn mén của người Mông được làm từ nguyên liệu chính là loại lương thực gì? Học. Ngô. Năm 1885, người Nga đã tiên phong sử dụng da của loài vật nào? Gà lợn. Da ếch ạ.
Thời điểm nào trong ngày gần nhất để bài? Chiều tối. Xế chiều ạ. Xin chúc mừng các bạn. Và như vậy là cả 4 thí sinh đều đã hoàn thành phần thi khởi động của mình. Và các bạn đã kịp giành được những số điểm 10 rất quý giá để làm hành trang bước tiếp vào những phần thi tiếp theo. Ngay bây giờ hãy cùng xem những điểm 10 mà họ đang có là như thế nào. Đang sở hữu một điểm 10 đầu tiên là Thế Cường. 20 là điểm số của Hữu Đạt. Đang có 50 điểm là Văn An. Và dẫn đầu với 110 điểm là Tiến Huy. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi: món mèn mén của người Mông được làm từ nguyên liệu chính là loại lương thực gì? Thóc. Ngô. Ngô. Mèn mén đơn giản là món bột ngô hấp. Đây là món ăn dân dã, truyền thống đã trở thành nét văn hóa đặc trưng riêng có của người Mông. Những bắp ngô hái về được gác lên bếp hoặc tách hạt ra, bỏ những hạt sâu, hỏng rồi phơi khô, sau đó đem nghiền. Gia đình người Mông nào cũng có một chiếc cối đá. Sau những vòng quay đều đều, hạt ngô chuyển thành bột thơm phức. Người ta đem sàng bột, bỏ sạn rồi trộn với nước, đem đổ lên. Người Mông quan niệm phụ nữ phải biết thêu thùa, phải thương chồng con, biết chăm lo bố mẹ chồng và biết làm mèn mén. Điều này cho thấy vị trí quan trọng của mèn mén trong ẩm thực của đồng bào Mông. Hiện nay đời sống của người Mông đã khá giả hơn trước rất nhiều. Nhiều gia đình đã không còn phải ăn mèn mén thay cơm, nhưng đó vẫn là món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết. Ẩn số gồm có 8 cái. Liệu đây có phải là chướng ngại vật mà chúng ta đang đi tìm kiếm hay không? Để bảo vệ bản thân mình. Bạn có nghĩ là bạn hơi vội vàng không ạ? Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vinamilk Dialactro Plus cho bé một khởi đầu vượt trội. Dialactro Plus cao. Mạnh mẽ. Khỏe. Vinamilk Dialactro Plus bổ sung sữa non colostrum cùng chất xơ HMO giúp tăng cường miễn dịch và đạm quỳ dễ hấp thu. Bé cao khỏe, tăng cân sau 3 tháng đã được chứng minh lâm sàng. Lớp mà cao á, lớp lá. Cao khỏe chẳng khó khi có Dialactro Plus. Trái tim đã yêu lắm phở cung đình, mà khi ăn lý trí mách bảo vẫn cần nhiều phở hơn nữa, nên Hà chọn cung đình phở Hà Nội, bát to đặc biệt mới. Gói nước cốt xương hầm, kết tròn hồn nước phở. Cùng gạo ST25 chứ dành cho bánh phở dai mềm, cho phở đã ngon, nay còn nhiều hơn. Chuẩn Hà Nội, bát đặc biệt. Dễ dàng chinh phục lý trí và trái tim người sành phở. Yêu phở Hà Nội, thử ngay cung đình nhé. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật, và để có thể vượt qua phần thi này, các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 8 chữ cái. Và bây giờ là 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn. Người đầu tiên lựa chọn một vị trí đứng của Tiến Huy và Hữu Đạt. Tiến Huy là người bấm chuông nhanh hơn, xin mời Tiến Huy. Đáp án của em là xe gắn máy ạ. Xin mời Hữu Đạt. Hữu Đạt tuy đang rất bối rối và tiếc nuối nhưng vẫn luôn nở một nụ cười rất tươi. Xe gắn máy ạ. Xe gắn máy là câu trả lời được đưa ra bởi Tiến Huy và Hữu Đạt. Tiếng chuông được vang lên khiến chúng tôi cũng không quá bất ngờ, bởi vì một hàng ngang đã được lật mở, một bức ảnh khá rõ ràng cũng đã được hiện rõ ở trên màn hình. Liệu đây có phải là chướng ngại vật mà chúng ta đang đi tìm kiếm hay không? Tiến Huy, bạn có nghĩ là bạn hơi vội vàng không ạ? Tuy là bây giờ bạn đang là người tạm dẫn đầu đoàn leo núi. Em nghĩ là em đã bỏ lỡ một cơ hội ở trong cuộc thi tuần và em không nên bỏ lỡ một lần nữa. Trong cuộc thi tuần thì Tiến Huy đã không trả lời được vượt chướng ngại vật. Liệu cuộc chơi có được thay đổi trong cuộc thi tháng ngày hôm nay hay không? Dù sao, tôi vẫn muốn Tiến Huy nở một nụ cười thật tươi. Nhưng nụ cười lần này là nụ cười của thành công và hạnh phúc. Xin chúc mừng Tiến Huy.
Nguyễn Huy ơi, bạn đã đưa ra câu trả lời chính xác rồi. Rất tiếc cho Hữu Đạt, một chút tích tắc ở đằng sau thôi. Và đáp án chính xác cho vượt chướng ngại vật ngày hôm nay đó chính là xe gắn máy. Một từ khóa bao gồm 8 chữ cái, đúng như câu trả lời mà Tiến Huy đưa ra. Chúng ta đang lần lượt nhìn thấy những từ khóa ở hàng ngang vượt chướng ngại vật, đó là đường bộ, 16, mũ bảo hiểm và động cơ. Tất cả những từ khóa này đều mang tới cho chúng ta một dữ liệu kết luận, đó chính là xe gắn máy. Xe gắn máy là một phương tiện chạy bằng động cơ, có 2 bánh hoặc 3 bánh, và vận tốc thiết kế của xe gắn máy lớn nhất không lớn hơn 50 km/h. Nếu dẫn động là động cơ nhiệt, thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không được lớn hơn 50 cm3. Và người đủ 16 tuổi trở lên sẽ được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3. Vâng, trong số các bạn thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay thì có bạn nào đã tham gia giao thông đi học bằng xe gắn máy không ạ? Là Hữu Đạt và Tiến Huy. Vậy thì tôi hỏi nhanh các bạn một cái này, muốn tham gia giao thông đi xe gắn máy thì ra đường phải làm gì? Đội mũ bảo hiểm ạ. Mình cũng phải đội mũ bảo hiểm và phải chuẩn bị một tâm hồn đẹp nữa. Chuẩn bị tâm hồn đẹp. Phải chấp hành nghiêm túc pháp luật như đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, đi đúng tốc độ và không chở quá số người quy định. Và hình ảnh mà các bạn đang chưa kịp lật mở hết là một số những hình ảnh về vi phạm giao thông của các bạn học sinh. Và chướng ngại vật vừa rồi đã mang lại cho Tiến Huy thêm một số điểm khá cao. Bây giờ số điểm của bạn đang là 170. Một lần nữa chúc mừng Tiến Huy. Số điểm của các bạn thí sinh còn lại là như thế nào? Chúng ta hãy cùng tổng kết số điểm mà 4 bạn đang có sau 2 phần thi đầu tiên. Đang có 10 điểm là Thế Cường, sở hữu 20 điểm là Hữu Đạt, 60 là điểm số của Văn An, và dẫn đầu với 170 điểm là Tiến Huy. Đấy là không đủ can đảm để có thể bấm được chướng ngại vật như là lần trước. Em cũng thoáng nghĩ ra nhưng mà chưa kịp bấm nhanh như các bạn. Em hơi thiếu may mắn trong việc bấm chuông trả lời chướng ngại vật do chưa quyết đoán lắm. Nếu mà chấp nhận liều lĩnh một cách có suy luận, có logic thì sẽ đem lại cho mình những kết quả và thành công ạ. Phần đi tăng tốc em sẽ bứt phá hơn ạ. Đây là một phân tí mà chừa 160 điểm trong đó. Thành công ở vượt chướng ngại vật không có nghĩa là thành công trong cả cuộc thi. Em sẽ cố gắng để tốc độ nhanh hơn và đạt được điểm số cao hơn. Em sẽ phải rất cẩn trọng trong những cuộc thi đấy ạ. Phong độ như những người dẫn đầu. Người trả lời nhanh nhất ở 1 giây 7. Những câu trả lời sẽ được đưa ra ở những giây phút cuối cùng. Chúng ta hãy cùng xem. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mạnh mẽ và kiên định. Nỗ lực không ngừng nghỉ. Kiến tạo giá trị bền vững bằng tình yêu và trách nhiệm, dựng xây cho tương lai. Tha Cô phát triển cùng đất nước. Bây giờ là phần thi tăng tốc. Cách đây phút thì bạn Tiến Huy là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật, và không biết ở phần thi tiếp theo đây bạn thí sinh nào sẽ vươn lên. Hy vọng rằng là các bạn sẽ giữ vững phong độ và giành thật là nhiều số điểm trong phần thi tăng tốc. Xin chúc các bạn thành công. Sau đây là cơ hội tăng tốc đầu tiên. Các bạn hãy cho biết hàng chính giữa của giá sách có tất cả bao nhiêu quyển sách. Người trả lời nhanh nhất là Văn An, bạn lựa chọn 9 ở 0 giây 53. Đó cũng là lựa chọn của các bạn Tiến Huy, Thế Cường và Hữu Đạt. Và trong câu hỏi vừa rồi, từ dữ kiện đề bài chúng ta có thể thấy ở phía bên trái của cuốn sách thì có thêm 3 cuốn nữa. Phía bên phải của cuốn sách thì có thêm 5 cuốn nữa. Và như vậy là tổng số sách ở trong hàng 2 của giá sách đó chính là 3 cộng 5 cộng 1 là 9 cuốn sách. Xin chúc mừng cả 4 bạn đều giành điểm. Văn An có thêm 40 điểm, Tiến Huy có thêm 30 điểm, Thế Cường có thêm 20 điểm và Hữu Đạt có thêm 10 điểm. Một khởi đầu khá tốt cho phần thi tăng tốc. Sau đây sẽ là cơ hội tăng tốc thứ 2 dành cho các bạn thí sinh. Các bạn hãy sắp xếp những phán đoán của các thầy bói với bộ phận cơ thể tương ứng trong truyện ngụ ngôn Thầy Bói Xem Voi với những hình ảnh đã cho.
nhận 3 phương án trả lời của bạn Văn An, Thế Cường và Tiến Huy. Bạn Văn An và bạn Thế Cường cùng đưa ra một đáp án, đó là C-A-E-B-D. Trong khi đó, Tiến Huy có một chút xíu khác biệt ở C-A-B-E-D. Tôi xin phép được hỏi Văn An, người trả lời nhanh nhất ở 1 giây 7. Đó là bạn có nhớ câu chuyện này không ạ? Dạ, thì em chỉ nhớ mỗi cái đuối là chổi C, voi là con đỉa, chân là cột đinh, còn hai cái đầu thì em suy luận ạ. Vâng, và trong... Tìm mật mã là một số tự nhiên gồm 4 chữ số. Tiến Huy đưa ra đáp án là 3412. Văn An cũng vậy, đó cũng là câu trả lời của Thế Cường. Hữu Đạt thì đưa ra một câu trả lời khác, 6444. Vâng, Tiến Huy, làm thế nào bạn tìm ra mật mã này? Dạ, em sẽ nhìn theo cái mũi tên có màu tương ứng ở phía dưới. Cái mũi tên, cái chữ số hàng nghìn có mũi tên xanh thì hàng dọc sẽ có 3 viên bi màu xanh. Còn tương tự như vậy thì sẽ được ra số 3412. Vâng, đúng là như vậy. Và đáp án chính xác là 3412. Chúc mừng Tiến Huy có thêm 40 điểm, Văn An có thêm 30 điểm và Thế Cường có thêm 20 điểm. Trước mắt chúng ta là một câu hỏi cuối cùng của phần thi tăng tốc. Thế Cường và Hữu Đạt cứ vững tâm và hãy quan sát câu hỏi sau đây thật là kỹ để đưa ra câu trả lời chính xác. Các bạn hãy cho biết đây là gì? Vâng, nhân dịp thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 thì chúng tôi muốn nhắc đến một quân trang đặc trưng của Bộ đội Cụ Hồ, đó chính là chiếc mũ cối. Và xuyên suốt thời gian trả lời thì chúng tôi vẫn nhận thấy rằng 4 bạn thí sinh luôn hướng mắt về màn hình, chỉ chờ đợi một dữ liệu thôi thì có thể ngay lập tức đánh máy và có vẻ như những câu trả lời sẽ được đưa ra ở những giây phút cuối cùng. Nhưng liệu ai là người đưa ra câu trả lời chính xác và nhanh nhất? Chúng ta hãy cùng xem. Có hai phương án được đưa ra, đó là áo trấn thủ là câu trả lời của Tiến Huy, cũng là người trả lời nhanh nhất, và mũ cối là câu trả lời của Thế Cường, Văn An và Hữu Đạt. Và như anh Ngọc Huy có nói thì đáp án cho câu hỏi này chính là mũ cối. Và người giành được 40 điểm trong câu hỏi này là Thế Cường, 30 điểm dành cho Văn An và 20 điểm dành cho Hữu Đạt. Như vậy là phần thi tăng tốc đã qua đi rất nhanh chóng, đúng với tên gọi của phần thi này. Bây giờ trước khi đến với phần thi về đích, hãy cùng xem các bạn thí sinh đang sở hữu bao nhiêu điểm. Đang có 50 điểm là Hữu Đạt, 120 là điểm số của Thế Cường. Văn An đang có 200 điểm và Tiến Huy dẫn đầu với 240 điểm. Em thấy phần tăng tốc vừa rồi em chưa may mắn. Em hơi tiếc câu hỏi về phần chữ số học. Em thấy mình có lẽ có thể trả lời nhanh được hơn nữa. Em đã làm không tốt và có những điểm số bỏ lỡ rất là đáng tiếc. Em thấy bản thân mình đã làm khá là tốt bởi vì là em đã có 140 điểm tăng tốc. Dù gì em cũng đã thể hiện hết sức bản thân mình rồi, và đến phần thi về đích em nghĩ là em sẽ cố gắng hơn nữa. Em cũng sẽ tiếp tục cố gắng để có thể đạt được thành tích cao hơn ở phần thi về đích. Em sẽ cố gắng để không làm cho những cổ động viên của Trung học Phổ thông Nguyễn Du phải thất vọng. Câu trả lời của em là skin. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. 5 ạ. Đáp án chính xác chính là câu trả lời mà Văn An đưa ra. Xin chúc mừng bạn. Cuộc chơi của chúng ta đang càng lúc càng trở nên gay cấn. Hai bạn thí sinh đang đồng dẫn đầu, Thế Cường lại là người đang nắm thế chủ động nhất. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Thì em không, trả lời của em là sự lên men. Chúng ta lại phải chứng kiến cuộc thi câu hỏi phụ. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình.
Bây giờ là phần thi về đích. Số điểm các bạn thí sinh lần lượt đang có là 120, 240, 200 và 50 điểm. Và căn cứ vào những số điểm đó thì người đầu tiên đến với phần thi về đích đó chính là Tiến Huy. Xin mời. Dạ vâng, trước khi về đích thì em xin giới thiệu lại một lần nữa. Em là Phạm Tiến Huy, đại diện của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Và em tự hào về ngôi trường và địa phương của em. Trước khi về đích thì em sẽ chọn gói câu hỏi 2 câu 20 điểm. Chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên như sau. Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, tòa nhà từ bao nhiêu tầng trở lên phải trang bị hệ thống báo cháy tự động? Đáp án của em là 3. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Hữu Đạt. Câu trả lời của em là 5 ạ. Từ 5 tầng trở lên. Vâng. Theo tiêu chuẩn của Việt Nam về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình tòa nhà từ 5 tầng trở lên thì phải trang bị hệ thống báo cháy tự động. Chúc mừng Hữu Đạt. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ 2 dành cho Tiến Huy. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không chọn ngôi sao hy vọng. Chúc bạn thành công với câu hỏi sắp tới. Và đó là một câu hỏi yêu cầu bạn trả lời bằng tiếng Anh. Hi there. I'm Brandon from Atlantic 5-Star English, and today I have a question for you. The human body is made up of many organs, like the heart, the brain, and the lungs. These organs are responsible for carrying out the daily processes and functions that our bodies need to survive. Which organ is the outer covering of the human body? My answer is... the heart and the... My answer is... the heart and the brain. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Thế Cường. Câu trả lời của em là skin. Bạn đã lắng nghe được những gì ạ? Em đã nghe là thầy đưa ra một cơ thể người có rất nhiều cơ quan và thầy hỏi như là tim, phổi và các thứ và phụ trách rất nhiều về các mặt để cần thiết cho sự sống. Và thầy hỏi là cơ quan bên ngoài bao bọc cơ thể là cơ quan nào? Và đó chính là? Da, skin. Và đó cũng chính là đáp án chính xác cho câu hỏi này. Xin chúc mừng Thế Cường. Tiến Huy đã hoàn thành xong phần thi về đích của mình. Cảm ơn bạn. Mời bạn về vị trí. Hiện tại bây giờ đang tạm đồng dẫn đầu. Vị trí thứ nhất trong đoàn leo núi là bạn Tiến Huy và bạn Văn An đều có chung số điểm là 200. Và người tiếp theo sẽ tham gia phần thi về đích là bạn Văn An. Xin mời bạn. Và Văn An hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi thế nào. Em xin chọn gói câu hỏi 2 câu 20 điểm. 2 câu 20 điểm chúng tôi đã nghe rõ lựa chọn của Văn An rồi. Chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên của Văn An như sau. Rơ le nhiệt trong bàn là có chức năng chính là gì? Làm cho phân kim loại của bàn là phát nhiệt và làm cho quần áo được hấp thụ nhiệt. Vâng, chúng tôi muốn nghe một ý kiến khác ạ. Xin mời. Mời Thế Cường. Em thưa anh chị là để nhiệt độ trong bàn là không quá cao dẫn đến bàn là bị cháy ạ. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là rơ le nhiệt trong bàn là có chức năng chính là tự động cắt mạch điện. Bình tĩnh, bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo của Văn An. Chúc bạn thành công, bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ em vẫn ổn ạ. Tức là không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Dạ vâng. Vâng, chúng tôi đã ghi nhận và chúc cho Văn An sẽ thật thành công với câu hỏi tiếp theo sau đây. Đây là câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại di tích lịch sử đền Bến Trương Dương, Thường Tín, Hà Nội. Đây là một bến sông cổ, là nơi đã từng diễn ra trận Trương Dương Độ nổi tiếng trong lịch sử nước ta. Tôi chợt nhớ đến một bài thơ do danh tướng Trần Quang Khải cảm tác trên đường theo xa giá vua Trần Nhân Tông và Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông trở về kinh đô. Bài thơ có những câu sau: Đoạt sáo Trương Dương Độ, cầm hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình tu chí lực, vạn cổ thử giang san. Các bạn hãy cho biết
tên của tác phẩm mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây và nó được viết sau chiến thắng lịch sử nào của nước ta? Chúc các bạn thành công. Câu trả lời của em là Pho Giá Vệ Kính và sau chiến thắng Mông Nguyên lần thứ hai. Tôi nhận thấy là các bạn thí sinh còn lại đã sẵn sàng nhấn chuông rồi, nhưng mà rất tiếc các bạn không còn cơ hội bởi vì đáp án chính xác chính là câu trả lời mà Văn An đưa ra. Xin chúc mừng bạn. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của Văn An. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Cuộc chơi của chúng ta đang càng lúc càng trở nên gay cấn và khó đoán hơn khi hai bạn thí sinh đang đồng dẫn đầu là Tiến Huy và Văn An với số điểm 200. Ở phía dưới họ chỉ kém hơn 40 điểm mà thôi, đó chính là Thế Cường. Tuy nhiên, Thế Cường lại là người đang nắm thế chủ động nhất. Bây giờ sẽ đến với phần thi về đích của bạn. Xin mời. Thế Cường thân mến, với tất cả sự sáng suốt và quyết tâm của mình, bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào? Em sẽ lựa chọn hai câu 20 điểm. Chúc Thế Cường thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên của bạn có giá trị 20 điểm với nội dung như sau. Trong chương trình ngữ văn phổ thông, ở câu mở đầu đoạn trích Chị Em Thúy Kiều, tác giả Nguyễn Du đã dùng từ gì để chỉ người con gái đẹp? Anh thưa anh chị là tác giả đã dùng từ Tố Nga. Vâng, cụ thể câu mở đầu này là như thế nào ạ? Đầu lòng hay ạ, Tố Nga. Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân ạ. Vâng, bạn nhớ rất kỹ và cũng rất chính xác. Chúc mừng Thế Cường. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai dành cho Thế Cường. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không. Chúng tôi tôn trọng quyết định này. Chúc bạn sẽ làm thật tốt. Sự oxy hóa chậm khi chuyển thành sự cháy được gọi là gì? Sự chuyển hóa. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Hữu Đạt. Câu trả lời của em là sự lên men. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi phải là tự bốc cháy mới đúng ạ. Rất tiếc không ai giành điểm trong câu hỏi vừa rồi. Vậy là Thế Cường đã hoàn thành xong hai câu hỏi về đích. Xin chúc mừng bạn. Bạn có thể về vị trí nghỉ ngơi được rồi. Người tiếp theo sẽ tham gia phần thi về đích, đó là bạn Hữu Đạt. Xin mời Hữu Đạt. Và Hữu Đạt hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi thế nào. Em chọn 2 câu 20 điểm. Vâng, chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm như sau. Hồi sao hy vọng, chúc bạn thành công. Quanh suối nước nóng Mỹ Lâm Tuyên Quang có mùi đặc trưng. Mùi này chủ yếu được tạo ra bởi các hợp chất của nguyên tố phi kim nào? Trả lời của em là lưu huỳnh. Lưu huỳnh thì có mùi như thế nào ạ, Hữu Đạt? Em nhớ là SO2 thì có mùi sốc, còn H2S thì có mùi trừng thối ạ. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi chính là lưu huỳnh. Chúc mừng bạn. Hãy tiếp tục giữ phong độ này và trả lời thật chính xác câu hỏi tiếp theo. Chúc Hữu Đạt thành công. Huyện đảo xa bờ nhất của miền Bắc nước ta có tên là gì? Trực thuộc tỉnh thành nào? Trả lời của em là huyện đảo Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh ạ. Mời các bạn thí sinh còn lại. Thế Cường. Em thấy anh chị là huyện đảo Cô Tô thuộc Hải Phòng ạ. Sau khi Thế Cường vừa dứt câu trả lời của mình thì chúng tôi đã thấy cái đập tay của Tiến Huy và Văn An. Bởi vì câu trả lời của Thế Cường đưa ra chưa phải là đáp án chính xác. Đáp án chính xác mà chúng tôi đang muốn nhắc tới là huyện đảo Bạch Long Vĩ của Hải Phòng. Vâng, cho chúng tôi hỏi tại sao Tiến Huy và Văn An lại cười trong câu trả lời vừa rồi ạ? Dạ, cả hai đều sai giống nhau.
Tức là nếu như Văn An mà bấm chuông trả lời thì em thua. Còn nếu mà Văn Huy trả lời được thì bấm chuông trả lời được thì Văn Huy thua. Ồ, tức là ai bấm chuông là người đấy thua. Dạ vâng. Máy lên. Vâng, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Hữu Đạt rồi. Cảm ơn bạn. Vâng, chúng ta đã đến với những phút cuối cùng của cuộc thi tháng 3 quý 1. Và thêm một lần nữa chúng ta lại phải chứng kiến thi câu hỏi phụ. Và đầu tiên tôi muốn hỏi Văn An, bạn là người có kinh nghiệm trong phần thi câu hỏi phụ. Bạn thấy phần thi này thế nào? Dạ, phần thi này khiến em ra đi mất mấy tuổi. Và tôi nhớ là ở cuộc thi tuần để có thể có được một suất dự vào cuộc thi tháng này thì bạn cũng phải trải qua phần câu hỏi phụ và điểm của bạn cũng là 200. Dạ, cái này chắc là lên nguyên rồi. Vâng, thế còn Tiến Huy thì sao, bạn thấy thế nào? Em chưa từng được thi câu hỏi phụ nhưng mà em nghĩ là em sẽ không có nhiều bất lợi trong việc này. Em sẽ cố gắng hết sức. Vâng, chúng tôi chúc cả hai bạn hãy thật bình tĩnh và trả lời chính xác câu hỏi trong phần thi câu hỏi phụ. Các bạn sẽ có 3 câu hỏi trong phần thi câu hỏi phụ và phần thi này sẽ là phần thi loại trực tiếp. Mỗi câu hỏi các bạn sẽ có 15 giây để bấm chuông và trả lời. Câu hỏi đầu tiên như sau. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương là những câu thơ của bà huyện Thanh Quan về tòa thành nào? Xin mời. Em nghĩ là thành nhà Hồ ạ. Vâng, bạn bấm rất nhanh và trả lời cũng rất nhanh. Và cơ hội của Văn An. Xin mời Văn An. Mời Văn An. Câu trả lời của em là Thanh Thăng Long. Thành nhà Hồ, Thành Thăng Long. Nếu như câu trả lời của Văn An chính xác thì chắc chắn Văn An sẽ có một suất vào cuộc thi quý và cơ hội để thực hiện hóa mục tiêu mang cầu truyền hình về cho trường mình cũng gần hơn bao giờ hết. Hai câu thơ này được trích trong bài Thăng Long, Thành Hoài Cổ. Xin chúc mừng Văn An! Vậy là chúng ta đã đi qua khoảnh khắc vô cùng căng thẳng gay cấn với câu hỏi phụ và bây giờ kết quả đã được phân định. Bạn Phạm Thế Cường đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Thuận Nam Định đang có 170 điểm. Bạn Phạm Tiến Huy đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du Thái Bình giành được 200 điểm. Và đó cũng là điểm số của bạn Chu Văn An đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu Nghệ An, 200 điểm. Và bạn Nguyễn Hữu Đạt đến từ trường Trung học phổ thông Than Uyên Lai Châu giành được 100 điểm. Một trong những cuộc thi quan trọng nhất trong năm. Trần Quý thì chỉ lấy người đứng nhất, còn kẻ về nhì thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Rất là quyết tâm, rất máu lửa. Và trong một cuộc thi quý vô cùng quan trọng như thế này thì sự hoài nghi là một điều không nên có. Bạn là ông vua tăng tốc ở quý 1 này. Bạn không chỉ giỏi về tăng tốc, bạn còn giỏi về trồng trọt và chăn nuôi nữa. Và lần này thì tôi cũng muốn dành một lời khoảnh khắc để tôn vinh và chúc mừng bốn nhà leo núi của chúng ta. Xin mời các bạn sẽ cùng bước lên phía trước. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, ông Bùi Thanh Sơn. Và xin được trân trọng kính mời ông Bùi Thanh Sơn sẽ lên trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Thí sinh giành được giải nhất trong cuộc thi tháng ngày hôm nay nhận được phần thưởng giá 15 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco. Xin được cảm ơn ông Bùi Thanh Sơn. Như vậy là chúng ta đã vừa trải qua cuộc thi tháng cuối cùng của quý 1, một cuộc thi cực kỳ hồi hộp và gay cấn. Và bây giờ khi mà kết quả đã an bài rồi, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho cả 4 thí sinh vì những nỗ lực của họ, những cố gắng của họ trong cuộc thi ngày hôm nay. Và trên tay tôi lúc này là danh sách đầy đủ 4 gương mặt sẽ được bước vào cuộc thi quý 1. Đầu tiên là bạn Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà Thái Bình nhất tháng với 250 điểm.
Chúng ta cũng sẽ được gặp lại bạn Nguyễn Thành Long đến từ trường Trung học phổ thông Cổ Loa Hà Nội nhất tháng với 270 điểm. Người tiếp theo tham gia cuộc thi quý là bạn Chu Văn An đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu Nghệ An nhất tháng với 200 điểm. Và điểm nhì cao nhất cũng là 200 điểm, một thí sinh vô cùng tài năng thực lực của chúng tôi trong trận thi đấu ngày hôm nay, Phạm Tiến Huy đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thái Bình, nhì cao nhất với 200 điểm. Vậy là bốn bạn thí sinh của chúng tôi đã cống hiến hết mình cho trận thi đấu ngày hôm nay. Kết quả chỉ được phân định với câu hỏi phụ cuối cùng vô cùng gay cấn và kịch tính. Tuy nhiên điều hạnh phúc nhất đó là các bạn vẫn luôn nở nụ cười trên môi và giơ tay thật cao những chiếc cúp của mình, chiếc cúp thể hiện bản lĩnh, tự tin và kiến thức của các bạn trên hành trình chinh phục đỉnh Olympia. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn của chúng ta, Thế Cường, Tiến Huy, Văn An và Hữu Đạt. Sau khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát tại nhiều địa phương, Quỹ học bổng Olympia Global Network THACO lại tiếp tục hành trình trao các suất học bổng ý nghĩa. Lần này điểm đến là tỉnh Nghệ An, quê nhà của thí sinh Nguyễn Đình Duy Anh, giải nhất quý tư năm thứ 21. Đây là câu thơ trong bài thơ Tây Tiễn của Quang Dũng. Dọc lên khúc hữu dọc thăm thẳm, theo một cơn mây sung người trời, ngăn thượng lên cao ngăn thượng xuống, nhà ai pha luồng mới xa khơi. Thiên nhiên khó khăn khắc nghiệt bắt buộc người lính Tây Tiễn có kỹ chỉ nghị lực để vượt qua khó khăn. Và nó gợi lên cho em suy nghĩ về bản thân mình, vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống. Tên là Lê Thị Bình Tâm, hiện nay em đang ở xóm Phú Xuân, xã Đông Bắn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bố em mất năm em gần 6 tuổi. Em chỉ nhớ là lúc đó bố hay đánh đàn cho em nghe thôi. Đi học thấy bạn bè được bố đưa đi đón về thì em cũng thấy tủi thân. Mất bố từ nhỏ, nhưng bù lại, Minh Tâm có tới hai người mẹ. Một người có công sinh thành ra em và một người cưu mang dạy bảo em khôn lớn. Tôi là nghề làm ruộng ạ, cấy được bốn rào ạ. Rảnh hôi mỗi thì nói chung họ thuê mình làm cỏ thì mình làm cỏ, mà thuê nói chung đi làm gì thì mà làm nấy. Chỉ vừa đủ vào nuôi hai em thôi, cho con ở tiền học thì không có mà đủ. Cho con ăn học đến năm mô thì Việt Nam nữa, cho mẹ không dám cáp ra nói cho con ăn học cấp 3 hay hết cấp 3. Rồi đi đây học là mẹ cũng không dám nói, là vì mẹ không vừa trước được là vì sợ mẹ không có mà nuôi đai thò được, nên là cứ bước từng một bước một. Đến đoàn mô thì tỉnh đoàn nữa. Cô cũng biết đau xót nhưng mà cũng không biết mình rằng là vì thực thử ra gia đình mình ăn rửa. Chứ nói lên nữa thì nói thật đi, nếu mà có được thì cho con học con tốt, mà không có nữa thì mẹ không biết nói ra nữa. Cuộc sống khó khăn, bố mất sớm, bù lại Minh Tâm luôn nhận được sự chỉ bảo, dạy dỗ tận tình của mẹ. Cha chết đi mất cha, mẹ chết mất mẹ, anh em ai đây nôi nậy. Thôi tôi về nuôi chứ viện mà nào. Là cứ một cái là cứ kêu mẹ đó, không phải mẹ đẻ chứ. Đi về là cứ gọi mẹ, về đến nhà là cứ mẹ ơi. Hoặc là đi về cứ lấy chào mẹ. Hẳn đi nữa là con mình làm cho được nhiều tiền, về con chó mẹ uống thuốc. Mẹ trước của em là giáo viên dạy văn thì mẹ đã gieo trong em tình yêu văn chương. Mẹ nói về tình yêu thương trong cuộc sống. Bao ơi thương lại bị cung, tùy răng khác rộng nhưng chúng một gian. Tình yêu thương thì sẽ giúp con người gắn kết lại với nhau. Chính sự bao dung, yêu thương của hai người mẹ đã nuôi dưỡng chị em Minh Tâm khôn lớn. Hiện nay Minh Tâm đang học lớp 12, trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1, Nghệ An. Ở em là một cái ý chí, một cái nghị lực. Hai năm vừa rồi, tức là lớp 10, lớp 11 thì em đều đạt học sinh giỏi. Hiện tại em đang là một trong những học sinh của đội tuyển thi môn ngữ văn cấp tỉnh. Tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà bạn vẫn luôn vươn lên trong học tập, tiếp tục nỗ lực cố gắng trong tương lai ạ. Minh Tâm chỉ là một trong rất nhiều tấm gương học sinh khó khăn biết vươn lên của tỉnh Nghệ An. Để kịp thời động viên, hỗ trợ các em, chương trình và nhà tài trợ THACO
đã trao tặng 10 suất học bổng Olympia Global Network Thaco, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Từ người học sinh được nhận học bổng hôm nay, nó phải lan tỏa tinh thần học tập vươn lên cho tất cả học sinh trung học phổ thông các trường trên địa bàn toàn tỉnh, truyền cảm hứng, thúc đẩy cái sự học và cũng là để cho các em khác cùng cảnh ngộ để vươn lên. Khi khó khăn thì có người có thể chọn cách chung bước hoặc là tìm con đường khác để đi, nhưng mà nếu mà vượt qua khó khăn thì sẽ giúp bản thân mình trưởng thành hơn và hoàn thiện hơn.